các bạn đã thấy được hôm nay là một ngày mà có rất nhiều những tin lớn mà phần lớn là tin tức xấu và chúng ta cũng không dừng lại ở đây các bạn cũng đã biết là hôm nay đây thì chủ tịch fed à, đã đến hạ viện tại vì mỗi một năm hai lần à, fed sẽ đến quốc hội trước đó là đến à thượng viện sau đó đến hạ viện là coi như là xong thì hôm nay coi như là Fed đã kết thúc cái uh, buổi điều trần tại quốc hội rồi và cái gì được chia sẻ bởi Fed ngày hôm nay đó là điều mình không muốn chia sẻ kế tiếp với các bạn nếu chúng ta nói tới những cái uh, thông tin chung chung giống như là đương nhiên phần lớn mọi người sẽ muốn biết là lãi suất kế tiếp chiến lược sẽ ra sao còn thất nghiệp như thế nào những thông tin mình đã từng chia sẻ với các bạn ngày hôm qua rồi hay là liên quan tới nợ trần thì Fed có suy nghĩ gì và một số những cái uh, câu hỏi khác liên quan đến tài chính thì phần lớn là Fed trả lời cũng giống như ngày hôm qua mà thôi. thì đương nhiên là các bạn hôm qua Fed vừa mới trả lời với thường viện, hôm nay thì câu trả lời cũng sẽ tương tự như vậy. nhưng mà cái uh, điều mà các bạn cần phải hiểu đó là những gì mà Fed chia sẻ ngày hôm qua tới hôm nay là rất khác so với những gì mà Fed đã chia sẻ đầu tháng 2 khi mà chúng ta có cái uh, cuộc họp tháng vừa rồi liên quan tới uh, lãi suất. thì Fed sau khi mà tăng lãi suất 0.2 trăm đã có những cái dòng điều ôn hòa hơn và nhiều người đã có nhiều cái kỳ vọng thường cũng có kỳ vọng như vậy thôi đã chia sẻ với các bạn nhưng mà trong vòng hai ngày hôm qua thì dòng điệu hoàn toàn thay đổi dòng điệu đã nhiều hâu hơn rất là nhiều và các bạn thấy được là tới thời điểm hiện tại đó thì hợp đồng CME thì refresh thì các bạn thấy rõ hơn hợp đồng CME hiện bây giờ cho thấy được là 76% các bạn 76% của hợp đồng của CME hiện bây giờ là nhiên về Fed sẽ tăng lãi suất 0 chỉ có 23.6% nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất 0.25 mà thôi mọi người bây giờ thì khá là bearish và đương nhiên rất nhiều người à, đang lo lắng là những cái hành động này của fed sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái và hầu như là mọi người cũng đã nhận ra được là fed không có bất cứ một chiến lược gì nếu lỡ như mà hoa kỳ đi vào suy thoái thì fed cũng không có chiến lược sẵn để đối phó với cái điều đó tóm lại là hiện bây giờ fed chỉ chú tâm duy nhất là đẩy lùi lạm phát mà thôi và sẽ trả bất cứ giá nào để mà đẩy lùi lạm phát đó là những gì bạn thường nhận được trong cái buổi đưa chừng ngày hôm qua và hôm nay và và hôm nay cái buổi điều trần cũng rất là dài các bạn Gần như là 2 tiếng đồng hồ Thôi à, Thủ thời gian để mà xem hết cái buổi điều trần Và nói chung nên chị thường chia sẻ với các bạn Những gì liên quan tới lãi suất thất nghiệp nợ trần Thì cũng giống như ngày hôm qua mà thôi cái điều thú vị đó là crypto và stablecoin và CBDC lại tiếp tục là chủ đề nóng và để thường chia sẻ chi tiết với các bạn một lát nữa tóm lại đó thì chúng ta có 3 điểm các bạn cần phải nắm thứ nhất cái ngày mà Hoa Kỳ phát hành tiền kỹ thuật số quốc gia đó hay gọi là cbdc còn rất là xa chắc phải vài năm nữa đó là đầu tiên fed nói chúng ta đừng có trông chờ hoa kỳ có một cái tiền kỹ thuật số quốc gia trong thời gian ngắn vài năm nữa mới có nếu như mà có mà thôi chứ còn fed không biết có hay không và quốc hội đã phải thông qua luật thì mới có thể phát hành có nghĩa là fed sẽ không tự và sẽ không thể tự phát hành cbdc đó là điểm đầu tiên điểm thứ nhì fed nói đó là khi mà đã có cbdc rồi À, thì fed nghĩ stablecoin những ổn định vẫn sẽ tiếp tục hoạt động vì giá trị của nó dựa trên đồng đô la nhưng những crypto khác sẽ bị con số không đó là cái chuyện của fed các bạn tổng hình những ngược lại khi mà đã có cbdc rồi đó những độ ổn định à, mới là cái uh, thứ đáng lo ngại khi mà đã có tiền cơ số quốc gia rồi nếu như mà hoạt động được trên một blockchain không cộng thì uh, đầu ổn định sẽ khó có chỗ đứng đó các bạn người ta sẽ tin cbdc hơn nhưng mà fed thì lại nghĩ ngược lại và đương nhiên với cương vị của fed thì đồng đô la phải luôn đứng đầu cho nên fed không thích bất cứ một cái đồng nào hay là một loại tiền tệ nào mà không có phải được phát hành và đảm bảo trực tiếp bởi đô la cho nên đương nhiên fed phải nói vậy rồi và điều thứ ba đó thì rất nhiều những cái sự lo lắng ngày hôm qua sau khi mà fed nói là fed không phải là một người thích những cái blockchain phi tập trung thì hôm nay lại được hỏi cái phần đó thì fed đã trả lời không có rõ ràng các bạn Nói chung đó thì Fed cũng không có muốn nói thẳng là không thích những crypto phi tập trung Tại vì nói như vậy thì chẳng có gì là Fed chỉ muốn quản lý người dân Hoa Kỳ mà không thích những cái đó Tại những cái đó không được quản lý bởi Fed Cho nên Fed thì nói dòng do dò mà thôi tóm lại đó Fed cũng dùng những cái từ ngữ như chúng ta đã từng nghe nói rồi Fed luôn ủng hộ một cái khuôn khổ pháp lý cho thị trường tiền điện tử Và không muốn cản trở cái sự đổi mới không pháp lý là chuyện của quốc hội, không phải là chuyện của Fed. Tóm lại là Fed trả lời một cách dòng do dò như vậy. Thì Thuận đã chích ra sẵn một số những cái đoạn Thuận cảm thấy là hay trong buổi đưa chân này. Thật ra thường nói mới đây là gần 2 tiếng đồng hồ mà thấy gần tới 3 tiếng lận thường xem lại mới thấy hàng chi lâu quá các bạn. Để thường chia sẻ 3 phần này mà thôi. 3 phần mỗi phần khoảng chừng vài phút để các bạn nắm được những cái cuộc trò chuyện liên quan đến crypto ở Hạ viện Hoa Kỳ hôm nay ra sao. Thì đầu tiên hết là dân biểu hiểu, đã hỏi Chủ tịch Fed những gì và ông ta đầu tiên hết là muốn hỏi về khuôn khổ pháp lý liên quan tới crypto rồi sau đó hỏi về cbdc chúng ta bây giờ hãy bắt đầu in the Senate you suggested that you supported a regulatory framework a broadly regulatory framework for Digital assets is that is that right ngày hôm qua ở Thượng viện thì ông nói là ông sẽ ủng hộ một cái khuôn khổ pháp lý cho tiền điện tử có đúng hay không Yes, yes. And is it your view that if we had a regulatory framework here in the United States for digital assets that there'd be more transparency and rules of the road for both consumers, investors and developers? Và trong cái tư tưởng không khi chúng ta có một khung pháp lý rồi đó thì có phải lúc đó à uh, tiền điện tử sẽ minh bạch hơn, rõ ràng hơn đối với những cái người dùng đối với lại những người lập trình cũng như là đối với lại những người mà cung với tình vụ. Absolutely. Đúng rồi. And would it, if we had those rules of the road for business seeking to use uh, and develop blockchain uh, as a potential uh, new technology in their business and tokenized payments that again that would be beneficial to business to know how to go about that token hay la tích hợp blockchain với lại cái cách hoạt động công ty của họ thì nếu như mà có một nguồn pháp lý rồi thì sẽ dễ dàng hơn họ sẽ biết làm sao để có thể theo đúng luật nhưng mà vẫn có thể là có được những cái lợi ích đến từ thị trường crypto của đúng hay không? Yes, and to assure that it's all done in a safe and sound manner when we're talking about banks. Right. Đương nhiên rồi, chỉ cần là những công ty đó làm theo một cách an toàn nhất là những ngân hàng. And then as a my next point would be exactly that to help banks, uh, investment brokers, custodians understand uh, how they could even participate in that market in a safe and sound manner. You agree that a regulatory framework would help on that? Và đương nhiên rồi tôi muốn những ngân hàng, những công ty đầu tư có thể tiếp cận được với lại tài sản kỹ thuật số và đương nhiên chúng ta cần phải có một cái khung khổ pháp lý và nó sẽ giúp đỡ cho những cái công ty này làm sao để có thể tiếp cận được một cách an toàn. i'm going to be on um... yes and then, and then finally uh, we've grown up in our country and it's unique in the world that we have a dual banking system and due to a quirk uh, here in congress over a hundred years ago we have uh, insurance is regulated exclusively by the states Và ở Hoa Kỳ là một thị trường tài chính đã rất trưởng thành rồi Cách đây 100 năm thì ở quốc hội đã có một sự kiện dẫn đến là những công ty bảo hiểm Gần như là 100% là được quản lý bởi những tiểu bang Chứ không phải là luật đến từ liên bang, ý chúng ta là như vậy So, uh, would you believe that that regulatory framework would also have to preserve some sort of role uh, subject to safety and soundness, you know, for state states for Trong tư tưởng của ông, ông có từng nghĩ đến một điều tương tự liên quan đến crypto hay không? Có nghĩa là trong khuôn khổ pháp lý đó, đó thì những tiểu bang cần phải có tiếng nói trong đó, họ cần phải có được cái quyền quản lý thị trường crypto này. Tôi nghĩ là nếu nói tới ngân hàng hay là nói tới cái ngành bảo hiểm thì không có vấn đề gì. Right. Uh, But you think, about... you think it could, you consider it possible that it could also work in digital assets. Nhưng sure. mà có nghĩ là cách quản lý đó, như là quản lý theo ở từng tiểu bang đó, cách quản lý đó có thể được áp dụng đối với thị trường tiền điện tử. Certainly possible. Yeah. Và Chủ tịch nói là có khăn đó. Thank you. Um, turning to a, topic that's been a subject here for nearly four years, central bank digital currencies. Và bây giờ tôi sẽ nói tới một cái uh, vấn đề đã được đề cập đến 4 năm vừa qua là cái tiền điện tử quốc gia, một cái CBDC. Article 1 of the Constitution reserves coins and coin money issuance to the Congress. And we've in turn delegated that to the US Treasury. Trước đây đó thì cái quyền được phát hành đồng tiền là quyền của Quốc hội, rồi sau đó cái quyền đó được chuyển nhượng đến cho Bộ Tài chính. Uh, which is since 1912 Uh, engage the Federal Reserve as their fiscal agent. Và từ năm 1912 thì Bộ Tài chính đã chuyển nhượng cái quyền được in tiền cho Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ cho Fed. Uh, you've testified here many times before that to issue a central bank digital currency, that that would be, have to be authorized by statute by Congress. Is that still your testimony? Và nhiều năm trước, đó, ông cũng đã đến quốc hội và đã từng tuyên bố là nếu chúng ta muốn có một tiền kỹ thuật số quốc gia, à, thì cái đó phải được thông qua bởi quốc hội, phải cần có một cái luật được thông qua. Ông vẫn còn có ý nghĩ đó. That Vâng, tôi vẫn nghĩ như vậy, miễn là tiền kia được số, đó là một cái loại tiền được sử dụng bởi người dân, một cái retail CBDC. There are, you know, potential uh, forms of a wholesale CBDC that would be we need to look at. Và nếu như mà ông nói tới là CBDC sử dụng cho việc bán sĩ đó thì uh, chúng tôi cần phải suy nghĩ thêm. less clear. But we've always been talking about retail CBDC and and that's uh, That's something we would certainly need congressional approval for. nhưng mà trước giờ chúng ta đều nói tới tiền được số dùng cho người dân sử dụng thì nếu nói tới cái đó thì chúng tôi cần phải có quốc hội mới được thông qua để có thể phát hành đồng đó What would be a parameter on something that's not a retail CBDC where you think that that could be issued in some form or fashion without Congress's direct statutory authorization? nói số thì thế nào nếu như mà ông nói có một loại tiền được số quốc gia mà không cần quốc hội thông qua. Would, so it would be, for example, it would just be an a, something between banks, so awful lot like a bank reserve. And you, you might ask, well, why would we need it? And that's, that's a really good question too. Yeah. Và tôi nghĩ đến là một cái loại tiền kỹ thuật quốc gia mà được sử dụng giữa ngân hàng mà thôi. Khi mà tôi nói tới tiền kỹ thuật số quốc gia bán sĩ, nó không phải là một loại tiền mà được sử dụng cho những cái người dân bình thường các bạn. Ý ông ta nói tới là có hai loại CBDC cái loại mà được sử dụng bởi ngân hàng đó thì có thể là phép tự phát hành nhưng mà cái loại mà phát hành để sử dụng cho người dân thì cái đó cần phải được thông qua bởi quốc hội. But within a wholesale But that that you might have a blockchain between banks and the Fed using a central bank digital currency token to settle transactions institutionally inside the, the yeah. So that leads me to Fed now. Uh, which is supposed to be up and running i think this summer. By cam nói đến là một loại blockchain uh, giữa những ngân hàng mà thôi rồi tiền di chuyển lẫn nhau. Nhưng mà bây giờ tôi muốn chuyển qua để nói tới một cái dịch vụ mà sẽ phát hành vào hè năm nay, đó chính là một dịch vụ có tên là FedNow. somewhat behind the the scene there uh, I would like to ask you to formally have this full committee briefed on that by the Federal Reserve. I know uh the chair of the kansas city bank was involved she's now left and i think the committee has a lot of questions about fed now how it how its interoperability will work how it's going to roll out and also just a question that uh, we've been asked uh, that why the fed wire system isn't up 24 hours a day seven days a week now to benefit consumers that are using venmo do you have a thought on that thì chúng tôi uh, hy vọng là ông cũng như những người mà liên quan đến dịch vụ Fed nào có thể đến uh, quốc hội uh, để mà cung cấp thêm uh, nhiều thông tin uh, và chúng tôi có rất nhiều câu hỏi liên quan tới là Fed nào thì sẽ uh, hoạt động như thế nào và sẽ có sự kết nối như thế nào và cái câu hỏi mà nhiều người có bây giờ là, là tại sao mà lựa chọn thời điểm này để phát hành một dịch vụ là Fed Now. Đây là một cái dịch vụ của Fed các bạn mà sẽ uh, có thể hoạt động 24 giờ một ngày, hoạt động 7 ngày một tuần, có nghĩa là cho dù ngân hàng đóng cửa thì tiền vẫn có thể di chuyển được thông qua hệ thống Fed Now. Đó là một cái sự cải tiến của cái hệ thống uh, tiền tệ của Fed. Thì người xin muốn biết là tại sao lựa chọn thời điểm này. Chứ Trump Power nói là cũng không gì đặc biệt nhưng mà tôi sẽ uh, trở lại để mà chia sẻ chi hơn. Và, uh, right và đó là cái uh, lời nói chuyện đến từ uh, dân biểu Hill. Thì hai điều các bạn thấy được đã được uh, chia sẻ rất rõ ràng. Điều thứ nhất đó chính là CBDC, Fed sẽ không tự phát hành. Bây giờ chúng ta đã rõ ràng rồi và uh, Fed phải chờ quốc hội thông qua lực. Điều thứ nhì nữa là một cái ý tưởng mà À, người dân biểu này muốn nêu ra được là chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến khuôn khổ pháp lý là một cái gì đó được thông qua bởi quốc hội hay là được thông qua à, bởi một ngân hàng trung ương rồi tất cả mọi người đều phải tuân theo nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ một cái khuôn khổ pháp lý là một khuôn khổ pháp lý miễn là an toàn là được và có thể là mỗi tiểu bang họ sẽ có cái sự lựa chọn khác nhau về quản lý crypto như thế nào có thể có nơi rất cao hơn có thể có nơi là họ sẽ thả lỏng hơn miễn là họ cảm thấy là an toàn theo quy định là được giống như là họ quản lý cái thị trường bảo hiểm hiện bây giờ đó chính là hai điều mà người này muốn nói lên. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái à, người kế tiếp. and Và đây là dân biểu Lynch. Technical experimentation on central bank digital currencies. I was wondering, uh, first of all, when you might be expecting to uh, share some of these public updates But the guy here who was also talking about the status of the Bank of Hawaii CBDC, the guy here asked when the Fed could provide more details regarding the CBDC. Uh, what's the timing on that? So we did go out for for comment uh, in general uh, on a CBDC a year or so ago and I do expect we'll, we'll go out I don't I can't give you a date but we'll certainly go out and you know engage. We 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 engage with the public on an ongoing basis. Yeah. Chúng tôi cũng đã từng trưng cầu ý kiến của người dân Và chúng tôi lại sẽ tiếp tục trưng cầu thêm ý kiến người dân nữa Chúng tôi không biết là khi nào chúng tôi mới trưng cầu ý kiến của người dân lại Nhưng mà chúng tôi là thường xuyên tiếp cận với người dân Để mà hỏi về cái suy nghĩ, cảm nghĩ của người dân về CBDC Và ngoài chỉ đó ra thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu về công nghệ Cũng giống như là những cái chiến lược khuôn khổ pháp lý liên quan đến CBDC sẽ như thế nào That's what we're up to. I'm aware of the the Boston Fed has a partnership there, uh, the the uh, Hamilton project over there with the folks from MIT uh, Media Lab. They're doing a great job, but you know, it says here that the discussions would include uh, technical experimentation. I was just wondering, at what level are you, are you talking about making decisions on architecture for a CBDC, a retail CBDC? We're not. We're not. Uh, Uh, có nhân viên của Fed đang làm việc với lại MIT và tôi cũng đang biết là Fed uh, đang nghĩ đến là có một cái công nghệ như thế nào thì uh, bây giờ tôi muốn hỏi là Fed đã đến đâu về việc tìm hiểu công nghệ CBDC đã uh, tới cái giai đoạn nào của công nghệ rồi Not at the stage of making any real decisions what we're doing is experimenting in kind of early stage experimentation how would this work does it work what's the best technology what's the most efficient nhưng mà chúng tôi chỉ mới bắt đầu để mà thử nghiệm cái công nghệ này mà thôi à, Chúng tôi vẫn chưa có bất cứ một cái quyết định nào à, Cái công nghệ này chúng tôi vẫn đang thử nghiệm xem coi công nghệ nào là tốt nhất, công nghệ nào là nhanh nhất Và khi hoạt động, hoạt động như thế nào, và có hoạt động được hay là không we're really at an early stage on, but we're making progress on sort of technological issues The, the policy issues are equally important though you know, we haven't decided that this is something that the financial system in the country want or need So that's be very important. Uh, thì chúng tôi cũng có nhiều tiến triển về mặt công nghệ, nhưng mà uh, cái điều quan trọng hơn đó là chính uh, là về cái uh, mặt uh, luật pháp. Thứ đó nó còn quan trọng hơn nữa, tại vì tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa có uh, đưa quyết định uh, rõ ràng là quốc gia này có cần một tiền cực số quốc gia hay không, hay là người dân có muốn có hay không. Right. Well, I think I speak for the chairman as well. Uh, Would love to have more dialogue with the fed on, on that, and maybe tôi cũng giống như là chủ tịch uh, của cái ủy uh, ban này à, tôi muốn uh, fed cũng giống như, như là những người MIT có thể trở lại để mà chia sẻ thêm nhiều chi tiết liên quan đến CBDC. Cái được là tiền kinh tế quốc gia là một uh, cái gì đó đang rất lực uh, quan tâm đến từ quốc hội của Hoa Kỳ. Uh, và đương nhiên chúng ta cũng giống như tất cả những cái vấn đề khác À, chúng ta cũng đều có người ủng hộ và người không ủng hộ đương nhiên những người không ủng hộ là họ sợ là cbdc sẽ là một cái à, công cụ dùng để mà quản lý theo dõi tiền bạc từ đầu đến đầu à, các bạn được là nhiều nghệ sĩ không thích điều đó cho nên rất nhiều sự quan tâm đến cbdc và cũng vì lý do đó các bạn được là gần đây cũng có một cái dự luật à, à, đang được nói đến là không cho phép phát hành cbdc nhưng mà thật ra à, chủ tịch john Powell cũng đã nói rõ rồi trên căn bản à, chủ tịch john Powell không có quyền để mà tự phát hành một cái cbdc cho nên cái Điều được đó thì cũng không có ý nghĩa gì đâu các bạn. Nhưng mà các bạn thấy rồi rất nhiều người quan tâm đến CBDC tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Uh, over to uh, Fed now. There are some champions of uh, digital currency and stable coins in particular that, uh, continue to cite the need for faster payment systems và chúng tôi bây giờ muốn nói về cái dịch vụ mà Fed muốn phát hành là FedNow, dịch vụ mà nhanh hơn thường dự chia sẻ với các bạn thì ông um, ta nói là có rất nhiều người ủng hộ crypto và stablecoin lúc nào thì những người đó cũng nói là chúng tôi cần uh, một cái uh, cách di chuyển tiền nhanh hơn có hiệu quả hơn However, as, uh was earlier mentioned, the Fed now is a service that the Fed is working on to finalize that will allow for instant payments between bank accounts. And the Fed has a target release date of For FedNow now uh between May and July which is right around the corner. Và FedNow là một cái dịch vụ mà uh, như ông nói là có thể di chuyển tiền giữa ngân hàng này với ngân hàng kia một cách uh, coi như là cực kỳ nhanh chóng uh, và cái dịch vụ này sẽ ra mắt vào từ tháng 5 đến tháng 7 của năm nay. Uh, do you see any reason why cryptocurrencies would provide faster payments than the FedNow system? Uh and uh would this offer With the transparency of fed now would it offer uh, distinct advantages over some of these stable coins that are uh, touting uh, faster payments? thì bây giờ tôi muốn hỏi là khi mà đã có fed now rồi đó thì đối với những crypto hiện tại à, đối với lại cái à, hệ thống fed now đối với lại cái à, sự minh bạch của blockchain đó hiểu là như vậy à, thì fed now có lợi ích gì hơn là blockchain và nhất là ông ta nói tới những stable coin khi đã có những à, con rồi thì chúng tôi có thực sự cần Fed now hay không? What Fed now will do is it will enable all the banks, any bank in the United States, not just the big ones, to offer instant, you know, instantly available funds and real-time payments to their customers. That's that's FedNow là một cái dịch vụ mà sẽ kết nối hết tất cả ngân hàng tại Hoa Kỳ để có thể di chuyển tiền hầu như ngay lập tức. what it will do. So that's that's a great thing you know a cbdc i think you're asking whether whether a cbdc would serve some of that but a CD, cbdc is going to be years in the evaluation and you know uh, i think mà em hỏi là uh, chúng tôi có cần fiat now hay không khi mà uh, chúng tôi có thể uh, có một cái tiền người ta với cha cbdc nhưng mà cbdc đó là có thể là nhiều nhiều năm sau uh, mới có có nhưng mà có hay không thì đương nhiên fiat cũng không có chắc hiện bây giờ uh, and i'm just i'm just thinking if we had those

có phải là tất cả những đồng đó đều sẽ trở về con số 0 hay không? thì cái mà à, dân biểu Lynch đã nói đến là những đồng ổn định khác các bạn. Tại vì đương nhiên chúng ta đang so sánh à, tiền được số quốc gia cũng là một đồng ổn định nhưng mà được phát hành bởi à, chính phủ Hoa Kỳ so với lại à, một à, đồng ổn định stablecoin phát hành bởi công ty tư nhân nhưng mà đứng sau so lưng là đồng đô la thì đó là cái mà ông ta nói khi mà ông ta nói tới những cái sự lựa chọn khác. À, nhưng mà các bạn hãy nghe lời phát biểu đến từ Chủ tịch lời trả lời của ông ta như thế nào. So, certainly, unbacked cryptocurrencies that, that don't have any intrinsic value but nonetheless trade for a positive number. Um Thì trước hết ấy, là chưa John Powell nói là những cái tiền kỹ thuật số hiện bây giờ mà không có cái sự kết nối trực tiếp hay là không được hỗ trợ trực tiếp với đồng đô la đó thì ông ta không hiểu cái đồng đó là có giá trị từ đâu và không có giá trị nội tại có nghĩa là ông ta nghĩ là khi có CBDC rồi những đồng đó là sẽ trở về con số 0 Actually, many of them are really they're, they're...

các bạn thấy được là đây là cái suy nghĩ hoàn toàn khác với lại suy nghĩ của nhiều người trong thị crypto này CBDC thật ra là cạnh tranh với những stablecoin chứ còn nếu chúng ta nói tới những cái tiền kỹ thuật số như là BTC hay là Ethereum À, thì uh, những đồng đó là những đồng mà có giá trị tăng theo thời gian Chỉ còn một CBDC thì dựa theo đồng đô la Thì các bạn được đồng đô la mất giá Thì CBDC cũng mất giá mà thôi Và CBDC sẽ mãi mãi là một đô la Chứ đâu có thể nào mà uh, có giá hơn cái con số đó được Đâu phải là một cái gì đó người ta lưu trữ giá trị dài hạn đâu đó là... Và đó là kết thúc cái uh, cuộc trò chuyện với lại dân biểu Linh và thân con Uh, cái clip Davidson. Tell me that they've never seen a higher degree of regulatory burden, uh, steering, guidance, shaping uh, activities in the market from regulators. Now, I don't think that's just narrowly focused on the Fed, uh, but I'd ask you to look into it. There are a lot of people that feel like there's not Operation Choke Point 2.0 going on. và Dương biểu à Davidson nói là tôi chưa bao giờ thấy một cái tình trạng mà có rất là nhiều những cái cơ quan của Hoa Kỳ giống như là tấn công một cái ngành đó chính là tiền rút số hiện bây giờ cho nên tôi muốn chủ tịch Fed để ý cái điều đó. It's particularly focused on debanking people that are disfavored by you know the current executive branch primarily just like the previous operation choke point Was and uh, so to the extent that uh you yield à, À, chiến lược choke point như là trước đây và nhiều bạn có thể nhớ là operation choke point như là chiến lược điểm nghẹt thở là một cái chiến dịch của chính quyền Obama được thực hiện vào năm 2013 à, nhằm ngăn chặn sự phát triển của những công ty trong các ngành kinh doanh bị xem là rủi ro cao như là ngành giải trí 18 cộng bán súng đánh bạc online vân vân à, bằng cách là ngăn chặn các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các công ty này để họ nghẹt thở à, và nhiều người đó cho rằng chiến lược này là một cách thức không hợp pháp để chính phủ can thiệp vào hoạt động kinh doanh của những công ty và các ngân hàng và đối tượng của chiến lược operation chốt hồi này cũng cho rằng các hành động của chính phủ đã gây ra tổn hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của họ và sau khi mà nhận được nhiều sự chỉ trích vào năm 2017 thì chính phủ Mỹ đã chấm dứt chiến dịch này và xóa bỏ các hướng dẫn liên quan. Và đối với những gì xảy ra gần đây liên quan tới tiền crypto đó thì nhiều người cho là khả năng chúng ta lại chứng kiến một chiến lược tương tự và người nghị sĩ này đó chắc cũng là một fan crypto đó các bạn nói là không muốn thấy một cái chiến lược tương tự xảy ra và đối tượng là crypto. Any influence over the regulatory component of the Federal Reserve, I think that would be meaningful and important because, you know, our monetary system. Part of the strength of the U.S. dollar is, of course, a stable store of value. Uh, currencies around the world are wrestling with that and inflation, and you guys are working to tackle it. Uh, but the other part is, is it's an efficient means of an exchange, and when people uh, really feel like some third party is going to steer or shape their money. và đương nhiên sức mạnh của Hoa Kỳ là ở đồng đô la đây là một loại tiền dự trữ của quốc tế à, nhưng mà ngoại trừ đồng đô la là một cái loại tiền dự trữ quốc tế ra thì đồng đô la cũng là một cái phương tiện thanh toán và người dân đó thì rất là nhạy cảm giống như là nếu như mà có một cái công ty thứ ba đứng chính giữa khi mà họ Uh, trả tiền hay là sử dụng tiền công ty thứ ba đó quản lý và công ty thứ ba đó uh, bắt đầu là tính phí với họ thì uh, họ sẽ không có tin tưởng công ty thứ ba đó I mean, the and the today. và đương nhiên một số người uh, họ lựa chọn là không có sử dụng uh, ngân hàng tại vì họ không có tin tưởng vào hệ thống ngân hàng part the space is the permissionless nature of it và đó cũng là lý do tại sao mà tài sản phi tập trung có cơ sở hút với lại nhiều người tại vì nó phi tập trung, đó là cái điều mà nhiều người muốn. Uh, it seems that a lot of people uh, in the in the uh, financial services space that have grown up in it that are uh, leading it today um feel threatened by the prospect of change và tôi cảm thấy là có một số những người mà họ đã có cái sự thành công, cái sự trưởng thành trong thị trường tài chính á thì họ lại uh, cảm thấy là đang bị hiếp bởi vì họ cảm thấy là có uh, một cái sự thay đổi và họ không muốn có sự thay đổi. Um, and if they if they've maybe reluctantly concluded that you can't ban crypto, they at least want to keep it account based so that some third party can actually control the assets. Which is a polite way of saying we don't actually trust our citizens to control their money or their assets. We'll let somebody else do it for them because we can control those third parties. Uh, and in fact, that's what the regulators do, isn't it? Và nếu như mà những cái người đó họ không thể quản lý được crypto Và đương nhiên cái mà tao nói tới là những hàng hiện bây giờ Nếu họ không thể quản lý được crypto thì họ sẽ tìm một cách nào đó Để khiến cho tất cả những tài sản phi tập trung phải được tập trung bằng cách là phải thông qua một danh mục ở một công ty nào đó Tại vì tài sản có thể phi tập trung hoặc không quản lý được nhưng mà khi đã có một cái account rồi thì account đó sẽ quản lý bởi một công ty thứ ba một ngân hàng nào đó và đó cũng là điều mà những cái người lập pháp muốn đó cũng là điều mà những cái cơ quan quản lý muốn có phải hay không <cười> <cười> ông đang hỏi gì vậy đó là cái câu trả lời của uh, John Powell Third parties. I mean, if you don't comply with the regulatory regime, you don't get to operate a financial services business, right? That's right thì ông ta lặp lại là lý do tại sao mà có những điều này xảy ra đó ý của người này nói là tại vì những gì đang xảy ra sẽ khiến cho tất cả tiền thuật số phải tập trung một số những công ty và khi mà tiền cược số tập trung vào những công ty rồi đó thì những cơ quan quản lý sẽ quản lý những công ty đó cũng giống như, như là họ gián tiếp cái thể quản lý được thị trường crypto mặc dù crypto là phi tập trung nhưng mà họ có thể quản lý được một công ty tập trung thì John Powell nói là cũng đúng And so, uh, at the end of the day, uh, you know, I think a lot of people were concerned by your remarks yesterday. I know I was, by saying that permissionless uh, digital assets pose a systemic risk to the financial system. Vào ngày hôm qua đó khi mà ông phát biểu là ông không có thích tài sản phi đối chung, tại vì ông nghĩ là nó có nhiều rủi ro. khiến cho tôi rất là bất an, cũng như là nhiều người rất là bất an với câu nói đó. Well, I think. Uh what we said in our guidance I, th I think if you by the way i think if you read through the digital guidance which i did getting ready for this hearing of course i read it before we put it out the first time but it's pretty careful to say that we don't want regulation to to oppose innovation and thus entrench incumbents and things like that it's pretty balanced the language and i, I think it, it essentially goes to the question of of protecting the safety and soundness of institutions and there is one you, you what i think what we say about Paraphrase it. What we say about permissionless block changes is that they have been vehicles for fraud. Vehicles yeah, point two four percent. So if you follow the your own report on on fraud, uh, it's a fraction of what it is with the U.S. dollar. Speaking of the dollar. thì chưa uh, john power mới đây thì cũng không trả lời rõ ràng uh, cũng nói những câu như chúng ta đã từng nghe nhiều lần rồi uh, ông ta uh, không phải là thích thì không thích ông ta chỉ muốn có một cái uh, khuôn pháp lý một cái hoạt động nó an toàn hơn mà thôi uh, và cái mà chưa john power nói là uh, ông ta chỉ nghĩ là cái uh, tài sản phi tập trung thì có nhiều rủi ro trong đó có nhiều cái uh, dịch vụ có nhiều cái uh, giao dịch gọi là bất hợp pháp nhưng mà dân biểu Davidson nói là dựa theo báo cáo của Fed cái số lượng tiền mà sử dụng trong những việc bất hợp tác pháp á, của của những này chỉ có 0.24% thôi các bạn, con số cực kỳ nhỏ luôn và đây không phải là con số mà thuận À, tự suy nghĩ ra hay là suy đoán ra Đây là cái con số trong báo cáo của Fed Họ thống kê là chỉ có 0.24% Của việc crypto Là liên quan đến những cái gì gọi là phạm pháp mà thôi à, Cho nên đây cũng là điều mà thường thường hay chia sẻ với các bạn Có rất là nhiều người họ thường hay lặp lại Những cái câu nói như là à, Tiền điện tử dùng trong những cái việc phạm pháp Dùng để rửa tiền Nhưng mà khi các bạn hỏi là dựa theo cái thống kê của ai và có thể chia sẻ hay không thì các bạn sẽ dễ dàng nhận được là không ai thể chia sẻ hết tại vì người ta chỉ nói tại vì người ta nghĩ đó là đúng mà thôi chứ thật ra trên thế giới này không có bất cứ một cái tài liệu nào, một dẫn chứng cụ thể nào cho thấy được là tiền kỹ thuật, số chủ yếu dùng trong những phạm pháp và ngay cả văn bản kiến thức của Fed cũng nói là chỉ có 0.24% là dùng trong như phạm pháp mà thôi. Cho nên ý của dân biểu Davidson là những cái câu trả lời của Fed giống như là tiền kỹ thuật, số phi tập trung thì có nhiều rủi ro liên quan tới lừa đảo phạm pháp. Nhưng mà trong báo cáo kiến thức của Fed đó là một phần cực kỳ nhỏ mà thôi cho nên cái sự lo ngại đó không thể nào mà là một sự lo ngại lớn được và cái phần còn lại nó cũng không liên quan đến crypto các bạn cho nên tôi sẽ không có uh, chia sẻ cái uh, phần đó đây là ba cái phần trong cái uh, cuộc họp ngày hôm nay gần 3 tiếng đồng hồ mà thường cảm thấy uh, thú vị liên quan đến thêm crypto này mà tôi muốn chia sẻ để các bạn uh, có thêm uh, một cách nhìn về những gì mà quốc hội Hoa Kỳ nói đến và rất rõ ràng là có rất nhiều người quan tâm đến crypto ở quốc hội Hoa Kỳ hiện tại uh, vì lý do này hay lý do kia uh, nhưng mà tới Cuối cùng cũng là vì crypto là một thị trường sẽ ngày càng lớn mạnh Cho nên mọi người đều rất là quan tâm đến thị trường crypto Và bây giờ cũng đã khá trễ rồi các bạn Bây giờ là gần như gần 10 giờ đêm rồi Thường sẽ cố gắng để mà edit video này Rồi sau đó đăng với các bạn Hôm nay video sẽ ra trễ một chút Hy vọng là các bạn thích cái video ngày hôm nay và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng, riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Coinex, OKX, Bybit, Binance, một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.